Xin chào quý khán giả và độc giả của Vista, em là Seri, em đóng vai Mi trong bộ phim Móng Vuốt của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Vai Mi trong Móng Vuốt là một cô bé tuổi teen, năng động, hơi tiểu thư một chút xíu, hơi nhõng nhẽo một chút xíu. Nhưng mà cô rất là yêu thương và quan tâm đến người yêu và cũng như muốn lấy lề với bạn bè của người yêu mình. Bé Mi có một gia đình không hoàn hảo lắm và đấy cũng là lý do mà bé Mi không thích về nhà nhiều, và đấy cũng là lý do mà bé Mi tụ tập với người yêu và bạn bè của người yêu nhiều. Và trong bộ phim Móng Vuốt thì đây là một quá trình trưởng thành của bé Mi. Hy vọng khán giả cùng ra rạp đón xem với series nhé. Trong dự án lần này đóng cặp hết với tất cả mọi người. Em đùa đấy, em đóng cặp với anh Rocker. Trong quá trình làm việc với anh Rocker thì khá là vui xàm ấy. Ý là làm việc với nhau xàm lắm. Ý kiểu là anh Rocker sẽ chỉ mình diễn này, xong rồi hướng dẫn mình diễn xuất này, xong rồi lúc casting anh Rocker cũng là một người hỗ trợ cho series rất là nhiều. Nhưng mà đi quay với nhau thì xàm. Anh Rocker ăn nhiều, anh Rocker ăn bằng hai phần mọi người, hai cái tô cơm, tô ô tô ấy. Anh Rocker ăn hai bát cơm như thế liền, ăn nhiều lắm. Chết kẻ xấu. Tuấn Trần hay ngủ há mồm. Ôi trời ơi, tao phẩm tính quá. Nami hay than nóng. Thảo Tâm có cái tính xấu gì không? Thảo Tâm có tính xấu, chắc ra đường không make up là tính xấu của Thảo Tâm. Anh Quốc Khánh thì hay chửi bậy. Yeah thì hay dọa đánh người đó. Còn ai nữa ông ta? Em nghĩ là còn em nữa thì tật xấu của em nhiều lắm. Tật xấu của em là vô tri. sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ như là lúc mà đoàn phim quay, nhưng mà đến kỷ niệm ngày mùng 2 tháng 9 thì là ekip diễn viên này, với lại biên kịch này, với lại đạo diễn là búp xe đi chơi Vũng Tàu, đi tắm biển Vũng Tàu, đi ăn hải sản đồ đó. Đó là những cái kỷ niệm rất vui, như kiểu là những cái ngày nghỉ thì ekip diễn viên và đạo diễn và biên kịch sẽ cùng nhau tụ họp lại một phòng để mua đồ ăn nhậu, xong rồi cười phờ lơ với nhau, xong rồi mở cho nhau xem những cái dự án cũ, xong rồi xem xong cười, ê cái dự án này trông tao xấu ghê, ê cái dự án này trông buồn cười ghê, eo lúc này tao chưa biết đánh trống được. Nói chung là ekip sẽ có những cái buổi rất là vui, những cái buổi party rất là vui với nhau. Nhưng mà cùng với những cái thời gian đấy thì sẽ là những cái lịch làm việc rất là dày. Và đối với Seri thì Seri khá là áp lực khi làm việc với những anh chị đã có kinh nghiệm và có nhiều năm diễn xuất trong nghề. Và đấy cũng là một cái mục tiêu để mình cố gắng hơn nữa và mình tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa để đạt đến cái mức gọi là tròn vai và không làm anh chị phụ lòng. Thật ra cái này gọi là hơi bất mãn ngầm, hơi tiểu thư ngầm chứ cũng không nổi loạn lắm. Với mình là như thế. Không biết tại mình sống cũng bần hàn, ở nhà mình cũng mặc quần đùi áo phông, xong ăn mặc cũng tiết kiệm thôi, nhưng mà chắc đạo diễn nghĩ mình có thể diễn được khí chất người giàu. Mà nói chung là ý là làm diễn viên mà mình sẽ phải vào tất cả các dạng vai, thế nên là mình sẽ cố gắng làm sao cho ngoại hình của mình nó phù hợp thời trang nhất vào cái thời điểm lúc đấy, để mình đu trend, mình làm sao mà để cho mình nổi bật và trông mình giống những người có tiền chẳng hạn. Mình ấn tượng với lại hành trình trưởng thành và vết thương của Mi. Có thể là khán giả xem phim sẽ thấy mình bộc lộ không rõ điều này, tại vì mình cũng nhận thức được vấn đề là cái diễn xuất của mình lúc đấy vẫn còn rất là yếu. Và cái hành trình của bé Mi khi tham gia bộ phim Móng Vuốt rất là vượt bậc. Bé từ một cô bé rất là tiểu thư và cuối cùng thành ra một đứa mà sẵn sàng lan xả để giúp anh chị em, bạn bè và người yêu của mình, thì đấy là một cái quá trình trưởng thành mình nghĩ là ít người nào có được ở trong cuộc sống. Và những cái tổn thương mà bé trải qua, không chỉ về chuyện gia đình, về chuyện mà bé gặp phải ở trong rừng hay về chuyện với người yêu nữa, thì những cái tổn thương cũng rất là nhiều. Nhưng mà cô bé là một người rất là giỏi khi mà bé có thể mạnh mẽ vượt qua và đi đến cuối cùng con đường. Mình cảm thấy rất là tự hào về bé Mi. Mình ấn tượng với vai diễn của anh Quốc Khánh nhất. Anh Quốc Khánh là một cái người lúc nào cũng thú vị, lúc nào cũng gây cười, mà mình lại là một người mà
yếu về cái đấy nhất ấy, mình bị nhạt ấy. Thế nên là mình rất là hâm mộ vai diễn của anh Quốc Khánh, nhưng mà anh có thể từ một câu thoại mình đọc mình không thấy buồn cười, nhưng mà anh thoại lên anh thấy buồn, mình tự dưng thấy buồn cười thay đó. Thế mình rất là hâm mộ vai diễn của anh Quốc Khánh, và hy vọng mình có cơ hội đi học lớp hài độc thoại để có một vai diễn nào đấy hài hước. Thật ra vai diễn My đến với mình tại vì mình là một trong những diễn viên cuối cùng được casting, tại vì sau khi đoàn phim tìm hết được những cái vai diễn khác rồi thì vẫn còn vai bé My, vẫn chưa tìm được một cái ứng cử viên nào ưng ý, và hầu như gần gần rất là gần đến ngày quay rồi, mình còn khoảng 15 ngày nữa, à đâu 20 ngày nữa đến ngày quay thì mình mới casting và mình trúng, và mình mới bắt đầu đi tập thoại với cái ekip các anh chị. Thì những cái thông tin trước đấy thì mình cũng không được nắm bắt, tại vì mình cũng không đi, mình cũng chưa đi dự họp báo, tại vì lúc họp báo là mình chưa được casting đó. Thế nên mình cũng chỉ có trải nghiệm quá trình quay lần một, lần hai, và quá trình bắt đầu PR cho bộ phim thôi, và cái thông tin này mình cũng mới biết đến. Thật ra lúc mà biết đến NFT có tham gia vào bộ phim thì mọi người có rủ mình là mua đi, mua ủng hộ bộ phim đi, nhưng mà lúc đấy thì trên con đường tay trắng, lúc ấy chưa nhận được phim, chưa nhận được các C của bộ phim mọi người. Thế nên là trong con đường tay trắng, xong sau đấy cũng bảo là nghiên cứu thứ này kia thử xem như thế nào. Thì sau đấy rơi vào yêu đương, tiêu tiền cho người yêu, có hiếu với trai. Thế nên là cũng quên mất cái vấn đề đấy, và đến bây giờ mọi người nhắc thì mình mới nhớ là hình như là các anh chị cũng đã rủ mình, và các anh chị cũng đã bỏ một số vốn nho nhỏ vào bộ phim đấy. Chết rồi, xấu hổ quá. Thế nói thế này sợ người yêu dỗi. Nhưng mà đấy có hiểu với trai, kiểu sang nhà thấy bạn trai thiếu cái gì mua cái đấy, xong rồi đi ăn, thôi anh để tiền đấy để em trả cho. Đấy xong rồi cái gì đi du lịch, thôi anh trả tiền phòng một thì thôi để em mua vé máy bay cho. Đấy anh thiếu cái này anh, chết rồi em thấy giày anh cũ quá em mua giày mới cho anh thiếu nước hoa em mua nước hoa cho anh. Hồi dạy trai lắm ý, có hiểu với trai lắm luôn ý. Xong rồi á người yêu hết tiền, thôi đi ăn đi, cứ đi ăn đi em bao. Xong rồi khăn nước á, thì đi mini stop đi em mua đấy, cứ như thế đó mọi người ơi. Có hiểu với trai lắm, ông ấy không hiểu cái đầu này nghĩ gì. Bạn trai mình hơn mình 9 tuổi. Anh trước đây làm nghệ sĩ 3D và bây giờ anh đang lấn sân sang vai trò đạo diễn. Nhưng mà anh sẽ anh không làm cùng lĩnh vực với mình làm trong lĩnh vực phim, còn anh làm trong lĩnh vực là MV và quảng cáo TVC. Trời ơi, mình tiết lộ danh tính ầm ầm luôn ý. Em ơi, mình tiết lộ trên Instagram, Facebook của mình nhiều lắm nhưng mà thường không ai để ý. Xong rồi đến lúc báo nói xong mọi người trước, tiết lộ hồi nào thế em ơi, người ta quay cả mặt người yêu lên cho xem mà mọi người không bao giờ để ý đâu. Toby ạ. Nói chung là tên mọi người hay gọi anh là Toby, còn mình thì thường hay gọi anh là cà chua bi. Mình và người yêu mình gặp gỡ nhau qua MV của anh Hoàng Dũng. Lúc đấy là mình đi đóng cái ép yên cho anh Hoàng Dũng, thì anh người yêu mình có làm trợ lý đạo diễn cho cái MV đó. Thì khi mà đi MV thì cảm nhận ban đầu là anh này hơi gia trưởng, không thích anh này lắm, kiểu ít nói ấy, xong rồi hơi cứ kiểu cọc cằn với mình cũng chả thích lắm. Nhưng mà sau đến dần dần những ngày quay sau bắt đầu thấy kiểu là mình đi nắng này, trời nắng ơi là nắng, xong rồi mình cứ đi bộ dưới nắng, mình không có trợ lý, thế là anh cầm ra anh che ô cho mình đấy. Xong rồi mưa anh cũng nhường cho mình cái áo để mình che. Xong rồi những cái cảnh mà mình phải đi trên đê á thì mình phải đi giày cao gót rất là mỏi, mà không thể nào bỏ giày cao gót ra đấy đứng mới đứng được. Thì anh thường cõng mình ra đấy đến cái chỗ mình cần đứng, xong anh cho mình đứng đấy, xong anh lại dắt mình về đấy. Có những cái khoảnh khắc đi MV đấy mình bị bỏng bô, xong mình bị ngã đập đầu qua này kia thì anh cũng rất là hỏi han quan tâm và chăm sóc. Thế là mình nghĩ thì cũng ok đấy, nhưng mà lúc đầu cứ nghĩ là kiểu anh không có ý gì với mình ấy, thế là mình thôi mình đi xong phim Móng Vuốt xong mình về thì tự dưng thấy người ta nhắn tin làm quen mình, thì mình cũng ok thì mình nhắn tin lại thôi. Thế thành ra cuối cùng hai người yêu nhau đến bây giờ. Và xin chào tạm biệt các khán giả của Vista, và hy vọng là khán giả của kênh có thể ủng hộ series và bộ phim Móng Vuốt trong ngày mùng 7 tháng 6 nhé. Bye bye.